Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, thương hiệu vùng nhãn VietGAP. Làm giàu từ trồng cây đinh lăng của ông Ánh, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ninh Bình tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường học. Hải Dương cần siết chặt hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thực hiện các biện pháp chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm nay người trồng nhãn lồng ở Hưng Yên đang rất phấn khởi vì sản phẩm nhãn được xuất khẩu nhiều thị trường trong và ngoài nước. Đây là bước khởi đầu để nhãn lồng Hưng Yên khẳng định vị thế và mở ra tiềm năng mới về đầu ra cho loại sản phẩm này. Tại vườn nhãn Oanh Nghị, xã Bình Kiều năm nay có sản lượng trên 1 tấn quả, chủ yếu là giống nhãn siêu ngọt nhãn T6. Đây là mặt hàng nhãn làm quả biếu rất được ưa chuộng, chất lượng nhãn ngon, mẫu mã đẹp nên đang được gia đình bán với giá từ 25 đến 35.000 đồng kg. Toàn huyện đã xây dựng được 4 vùng trồng nhãn áp dụng quy trình chăm sóc thu hoạch theo VietGAP tại các xã Đông Kết, Bình Kiều, Hàm Tử. Hiện đã có nhiều thương lái, công ty và hệ thống siêu thị về ký hợp đồng thu mua khoảng trên 1.000 tấn quả. Ngoài ra, huyện Khói Châu có 1.600 ha nhãn chín muộn, sản lượng năm nay ước đạt 20.000 tấn, tăng 9.000 tấn so với năm 2017. Các diện tích này thu hoạch vào tháng 9 và đầu tháng 10 nên có rất nhiều lợi thế về đầu ra cho sản phẩm cũng như giá bán. Sau khi thực hiện chuyển đổi sinh hoạt hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã trong tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động và phát huy có hiệu quả tiềm năng kế hoạch của địa phương. Bước đầu đã xuất hiện những mô hình hợp tác xã song hành gắn với thương hiệu vùng miền và tăng cường liên kết để có đầu ra cho sản phẩm, đưa nền kinh tế nông nghiệp Ninh Bình phát triển bền vững. Nghị quyết số 05 của tỉnh ủy và nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được triển khai thực hiện trên địa bàn, bước đầu đạt hiệu quả đáng kể. Đến nay toàn tỉnh có 326 hợp tác xã với trên 50 hợp tác xã chuyên ngành. Nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Tiêu biểu, Hợp tác xã Dây Núi Trường Yên, Hợp tác xã Thỏ Ninh Bình, Tinibi, Hợp tác xã Rau Sạch Khánh Thành, Trạch Sụn Yên Hòa, Dược Liệu Khánh Công. Để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cho các hợp tác xã, tỉnh đã và đang tập trung hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global Gap, hữu cơ, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực và các dịch vụ hỗ trợ, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng lợi ích kinh tế cho từng thành viên, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm. Thành lập từ năm 2015, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú, thị trấn Phố Mới nhanh chóng vươn lên, trở thành điểm sáng trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bằng những phương án kinh doanh hiệu quả, hoạt động của hợp tác xã đã đem lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, giúp họ yên tâm gắn bó với mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú được thành lập từ năm 2015. Ngoài nuôi cá lồng trên sông, hợp tác xã còn sản xuất và kinh doanh một số nông sản địa phương có lợi thế. Điển hình là khoai tây, hợp tác xã đã tham gia cùng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Quế Võ trong quá trình tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể khoai tây Quế Võ. Thực hiện đúng quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đứng ra kiểm soát từ khâu lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, các hộ thành viên phải tuân thủ ghi chép đầy đủ quá trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Cách làm này dần xây dựng được thương hiệu cho hợp tác xã, nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua với giá cao. Thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú dự kiến mở cửa hàng giới thiệu nông sản sạch trên quốc lộ 18. Tiến tới hợp tác với hệ thống các siêu thị lớn để tiêu thụ nông sản ổn định, tăng doanh thu cho hợp tác xã và nhất là nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương. Đinh lăng là một loại dược liệu quý, tuy thời gian để thu hoạch có thể mất từ 3 đến 5 năm, nhưng loại cây này đang tương đối dễ trồng, chịu hạn mà không tốn nhiều diện tích, giá trị cao hơn so với các loại cây trồng khác. Nhận thấy giá trị của cây này, ông Phạm Ngọc Ánh, xã Đông Tổng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã phát triển kinh tế nhờ cây đinh lăng đem lại, thu nhập bình quân 150 triệu đồng một năm. Đến với cây đinh lăng như một cái duyên, sau nhiều chuyến đi xa học hỏi kinh nghiệm, được sự vận động giúp đỡ của chính quyền địa phương, năm 2008, ông Ánh đã quyết định tích tụ hơn 8.000 m2 đất trũng, canh tác kém hiệu quả để trồng cây đinh lăng. qua thăm hỏi rồi xin ý kiến để tham gia thì của các hộ người ta làm thì cũng đạt được cái hiệu quả rất là cao, từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. Thế rồi là còn vườn thì canh tác và trồng tất cả các loại cây thì tôi cảm thấy nó có một cái nguồn thu nhập cao hơn trồng lúa, nên gia đình tôi cũng quyết định là về để làm cái sự chuyển đổi ở cái khu vực này. Đinh lăng là loại cây mang rất nhiều ưu điểm vượt trội, vừa dễ trồng lại không tốn nhiều công sức chăm sóc như những cây trồng khác. Trước khi trồng phải làm đất thật kỹ và cho thêm phân chuồng, sau đó làm luống càng cao càng tốt. Loại đất thích hợp nhất cho cây phát triển là đất thịt. Ngoài trồng cây đinh lăng, ông Ánh còn trồng thêm gần 1.000 cây chè suối giàng, một loại chè nổi tiếng có nguồn gốc từ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với hương thơm, vị đậm, nước xanh. Chính vì vậy mà loại chè này rất được thị trường ưa chuộng và đông đảo thương lái đến thu mua. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Trung tâm Triển lãm tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm ảnh tư liệu lịch sử, thời sự nghệ thuật năm 2018, chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nội dung triển lãm phần thứ nhất giới thiệu 100 bức ảnh tư liệu lịch sử 73 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ ảnh ghi lại những mốc son lịch sử, đánh dấu những chặng đường thắng lợi vẻ vang của dân tộc kể từ cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại thành công. Phần thứ hai giới thiệu 40 bức ảnh thời sự tỉnh Hải Dương do Trung tâm Văn hóa tỉnh biên soạn. Bộ ảnh phản ánh các hoạt động nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018. Phần thứ ba giới thiệu 73 bức ảnh thời sự nghệ thuật tiêu biểu của các tác giả nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên tỉnh Hải Dương, hưởng ứng cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Tại lễ khai mạc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã trao 11 giải cho 9 tác giả có tác phẩm ảnh đoạt giải tại cuộc phát động này, với cơ cấu gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân sinh động và cảm động về việc đọc và tự học. Ngọn lửa đam mê đọc và học của bác luôn luôn truyền lại cho thế hệ sau. 73 tuổi, ông Đặng Ngọc Phúc ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã dành hơn nửa cuộc đời mình để sưu tầm sách cũ và chia sẻ niềm đam mê của mình về sách với mọi người. Với ông, việc sưu tầm và đọc sách như là một thú vui hàng ngày để học theo gương bác. Những cuốn sách đã cũ sờn, nhuốm màu thời gian luôn được ông Phúc nâng niu trân trọng như một thứ tài sản quý giá nhất của cuộc đời. Thói quen đọc sách của ông được hình thành từ khi 18 đôi mươi. Chính niềm đam mê ấy đã giúp ông có được lượng sách lớn vào những năm của thời kỳ bao cấp và chia sẻ đến mọi người. Đầu tiên ấy là phục vụ cho những gia đình nghèo. Ví dụ này, hồi bao cấp ấy, cứ cái ngày mà công nhân được lĩnh lương ấy thì đến đây không có chỗ mà mua mà chọn. Đấy, từ cái chỗ đó thì mới thấy rằng là sách là giá trị với những người lao động, những người mà ham học. Thế là tôi lao vào sách. Trong căn nhà nhỏ rộng chừng 50 m² của gia đình ông đang chứa đựng cả một kho tàng kiến thức của nhân loại, những cuốn tiểu thuyết kinh điển của thế giới hay đơn giản là những cuốn sách giáo khoa, báo, tạp chí, thậm chí cả văn kiện của Quốc hội. Không chỉ có những người lớn tuổi tìm đến những trang giấy đã ngả màu thời gian, mà nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây lật dở những cuốn sách có tuổi đời lớn hơn mình gấp nhiều lần để góp nhặt những kiến thức bổ ích. Tất cả họ đều có điểm chung với niềm đam mê sách cũ. Gọi là cửa hàng sách cũ, nhưng ông Phúc không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận. Với ông, được đọc, được chia sẻ niềm đam mê của mình với mọi người là niềm hạnh phúc. Sách cũ là cuộc sống, là tình yêu đặc biệt của ông Phúc. Dự định của ông trong tương lai gần là mở một địa điểm đọc sách miễn phí để lan tỏa văn hóa đọc sách đến với mọi người. Hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh, hiện nay ngoài dạy văn hóa, giáo dục đạo đức, các nhà trường trong tỉnh Ninh Bình còn tăng cường rèn kỹ năng sống bằng các hoạt động trải nghiệm đa dạng, phong phú nhằm tạo nên giá trị cuộc sống, lối sống đẹp lành mạnh cho mỗi học sinh. Để giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường đạt kết quả tốt, trước hết phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phụ huynh học sinh. Ngoài ra, mỗi thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, người lớn phải là những tấm gương để các em học tập, giúp học sinh tin để thực hành những điều học trong nhà trường và ứng dụng trong cuộc sống. Giáo dục kỹ năng sống đã và đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục hiện nay. Vì vậy, đối với mỗi cấp học, các nhà trường cần đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, lồng ghép giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh để các em phát triển toàn diện. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã thực hiện có hiệu quả việc đưa trò chơi dân gian vào trường học. Một trong những nội dung của phong trào là xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Với phương châm học mà chơi, chơi và học ở bậc học mầm non và tiểu học, trò chơi dân gian đã được tổ chức cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi, vừa rèn luyện sức khỏe, tạo sự hào hứng cho mỗi học sinh, rèn luyện tính đoàn kết. Trong đó có trò chơi mèo đuổi chuột, rèn luyện cho trẻ có phản xạ nhanh nhạy, tính chính xác, đồng thời mang tính tập thể và đoàn kết cao. Trò chơi rồng rắn lên mây yêu cầu tất cả trẻ đọc đều đúng nhịp, rèn luyện tính đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các trẻ. Ở nhiều trường tiểu học, trong các dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán, khai giảng năm học mới, trẻ còn được các cô tổ chức rước đèn ông sao, gói bánh chưng, múa sạp. 100% giáo viên của trường tự làm đồ chơi cho học sinh bằng những nguyên liệu đơn giản, sẵn có. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng trẻ em trong độ tuổi cắp sách đến trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bị tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị học đường đang ngày một gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và sinh hoạt của các em. Theo kết quả khám cận thị học đường khối học sinh trung học cơ sở ở 18 trường của thành phố Hưng Yên cuối năm 2017, có đến hơn 33% số trường trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh mắc các tật khúc xạ về mắt là trên 50%. Cụ thể như trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành trên 60%, trường trung học cơ sở Lê Lợi 57%, trường trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân trên 54%. Nhiều học sinh bị tật khúc xạ về mắt nặng từ 2 đến 4 diopter. Nhưng qua các đợt khám miễn phí về cận thị học đường mới được phát hiện. Tỷ lệ học sinh thành thị bị cận thị cao hơn khu vực nông thôn. Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hưng Yên, hiện lượng học sinh bị cận thị tăng cao thường là ở các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, chiếm trên 30% tổng số bệnh nhân. Nguyên nhân chủ yếu của cận thị học đường đa phần do thói quen sinh hoạt, học tập của các em, do thời gian học tập, tư thế ngồi học, sử dụng nguồn sáng, trong khi không đủ, và sử dụng các phương tiện giải trí như TV, máy tính, điện thoại, chưa hợp lý. Bệnh cận thị dù không ảnh hưởng đến tính mạng con người, nhưng thực tế lại ảnh hưởng khá nhiều đến việc học tập và sinh hoạt của người mắc. Mới đây tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, đoàn khối cơ quan tỉnh cùng Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội Giọt Hồng Hy Vọng với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên trong khối. Với tinh thần tương thân tương ái, mang thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo. Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận máu, các cơ quan chuyên môn đã huy động hơn 100 cán bộ nhân viên và tình nguyện viên phục vụ với các trang thiết bị máy móc, xét nghiệm, sàng lọc và sản xuất các chế phẩm khác. Kết thúc chương trình, Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận được 220 đơn vị máu. Số đơn vị máu tiếp nhận sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kịp thời cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên toàn tỉnh. Như vậy, từ đầu năm đến thời điểm này, toàn tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận được trên 4.000 đơn vị máu, đạt trên 70% kế hoạch năm 2018. Giọt hồng trao đi, nghĩa tình đọng lại là việc làm thiết thực của tuổi trẻ Ninh Bình hôm nay đã tiếp thêm nguồn sống và nối dài hy vọng cho các bệnh nhân cần máu. Dịch vụ cầm đồ là một loại hình kinh doanh có điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do công tác quản lý còn bất cập nên hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn hiện có 8 cửa hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Khách tới giao dịch không ngoài mục đích cầm cố tài sản, lấy tín dụng tạm thời để giải quyết công việc cá nhân. Chính vì thế mà bất cứ món tiền nào được xuất ra đều có một tài sản đưa vào thế chấp. Thông thường thì tài sản thế chấp có giá trị cao gấp 2, gấp 3 lần giá trị tiền vay. Đặc biệt là với mức lãi suất cao khiến cho nhiều trường hợp vay không có khả năng trả nợ. Các đối tượng cho vay tổ chức nhiều người đến gia đình người vay, đe dọa, gây sức ép về tinh thần, ném chất bẩn, gây bức xúc trong nhân dân. Để cái hoạt động này nó đi vào lề lếp thì tôi thiết nghĩ là các ngành các cấp là cần phải vào cuộc. Đơn giản như là chúng ta nghĩ rằng là bây giờ cấp giấy phép kinh doanh thì chúng ta phải làm sao cho nó đúng quy trình. Nhưng mà quan trọng hơn là sau khi cấp giấy phép kinh doanh rồi, cái việc kiểm tra thì là chính quyền cơ sở rồi các ngành chức năng chúng ta làm sao phải vào cuộc. Ví dụ như ngành thuế là chúng ta phải kiểm tra xem đối tượng là kinh doanh cầm đồ đấy có vào hệ thống sổ sách theo đúng quy định không. Thế rồi ngành văn hóa thông tin thì với chính quyền cơ sở là chúng ta phải kiểm tra xem là những cái biển hiệu mà người ta căng lên có đúng chưa. Theo thống kê, trên toàn tỉnh hiện có hơn 500 cơ sở cầm đồ, dịch vụ hỗ trợ tài chính, trong đó có hơn 480 cơ sở có giấy phép kinh doanh, số còn lại không có giấy phép, thường hoạt động chui không có biển hiệu. Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động dịch vụ cầm đồ và thực hiện nghiêm Nghị định số 96 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật liên quan, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được hệ lụy từ việc vay mượn của các cơ sở cầm đồ, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chủ cơ sở, nhân viên kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Cùng với đó, các ngành chức năng và chính quyền cơ sở cần phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý triệt để những vi phạm của các cơ sở dịch vụ cầm đồ. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam tổ chức giải tỏa hành lang tuyến đường DT491 đi qua huyện Lý Nhân. Thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương của huyện Lý Nhân đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường DT491 vẫn tồn tại, gây nên những bức xúc cho người tham gia giao thông. Từ những vi phạm của người dân đã khiến mặt đường bị thu hẹp, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và cảnh quan đường bộ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nam phối hợp với huyện Lý Nhân và các xã có tuyến đường DT491 đi qua, tổ chức ra quân giải tỏa các công trình, cây cối, vật liệu xây dựng và các chướng ngại vật lấn chiếm vi phạm lòng lề đường, phạm vi đất của đường bộ đã đền bù giải phóng mặt bằng. Đối với cây xanh ven đường, các lực lượng cũng đã tiến hành chặt tỉa những cành ngang, đảm bảo tầm nhìn cho phương tiện tham gia giao thông. Để đạt được hiệu quả cao trong nhiệm vụ giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ sau giải tỏa, hiện nay huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tăng cường các biện pháp xử lý, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải thường xuyên thực hiện tại các địa phương. Đây là một buổi phối hợp ra quân giải tỏa giữa lực lượng giao thông của Công an huyện và Ban Công an thị trấn Ân Thi tại phố Nguyễn Trung Ngạn. Đây được coi là một trong những trọng điểm giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông với số lượng trên 100 hộ kinh doanh buôn bán xung quanh khu vực cổng chợ Thổ Hoàng. Các lỗi vi phạm tập trung ở việc những hộ kinh doanh bày bán hàng hóa, lắp đặt mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, dựng lều quán tràn lan ra vỉa hè. Từ năm giờ chúng tôi thu tất cả là vào 50 cái biển và giải tỏa được 20 cái nán vẩy và nán ra ngoài đường. Là chúng tôi sẽ cương quyết xử lý. Đến nay, 100% các hộ dân tại đây ký cam kết nếu tái lấn chiếm vi phạm hành lang giao thông, tài sản tịch thu sẽ bị tiêu hủy. Trước đó, hầu hết các địa phương tại huyện Ân Thi chưa xử lý dứt điểm được tình trạng vi phạm hành lang giao thông, có ra quân giải tỏa, sau một thời gian đầu lại vào đó. Điển hình như khu vực chợ Đìa, xã Đặng Lễ, chợ Thi, xã Hồng Quang, chợ Kênh Bối, xã Vân Tu, chợ Đọ, xã Quang Vinh. Và việc tập kết nguyên vật liệu xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông tại một số địa phương. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhận thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của người dân hạn chế, còn giữ tâm lý bám mặt đường làm sinh kế cho gia đình, gây khó khăn cho công tác giải tỏa. Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải thường xuyên thực hiện. Đồng thời, lực lượng chức năng ngay tại các xã thị trấn tổ chức theo dõi, xử lý lấn chiếm và kiên quyết chống tái lấn chiếm sau giải tỏa. Từ đầu năm 2018 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát các tuyến sông trọng điểm, địa bàn trọng điểm, lực lượng chức năng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 120 tàu khai thác cát lòng sông trái phép, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,5 tỷ đồng. Các trường hợp khai thác cát trái phép được phát hiện và bị xử lý vi phạm chủ yếu trên tuyến sông Thái Bình thuộc địa bàn xã Thanh Hải với 85 trường hợp, xã Phượng Hoàng 13 trường hợp. Trong số hơn 120 trường hợp vi phạm bị xử lý, có những chủ tàu bị xử phạt đến hàng chục lần với tổng tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng sau mỗi lần xử phạt lại tiếp tục tái diễn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phòng chống khai thác cát trái phép, thời gian tới đây, huyện Thanh Hà tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống khai thác cát trái phép và nâng cao trách nhiệm của từng địa phương, chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý đối với hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.